Chào mừng bác Tài đã quay trở lại với video tiếp theo. Thì em là Đức Minh đến từ Sudomoto Tedo. Thì ngày hôm nay thì bên cạnh em Minh đây là một cái mẫu xe GAT. Đây là một cái phiên bản mẫu limousine. Thì với phiên bản xe GAT limousine này thì chúng ta sẽ được trang bị vào đó là 11 chỗ ngồi đó, và một chiếc ghế cóc nữa gọi là 12. Và trên cái phiên bản xe GAT limousine này đã có rất là nhiều các cái video mà em Minh đã đăng để cho các bác tài chúng ta tham khảo rồi. Hiện tại bây giờ thì nhu cầu vận chuyển hành khách ngày càng tăng cao, và dịch vụ người dân của chúng ta thì ngày càng phát triển lên, và chúng ta đang cần tìm những cái dòng xe nào mà thứ nhất là nó phải rộng rãi, thứ hai là về cái phần nội thất, trang thiết bị trên xe thì cũng phải đều là hiện đại. Và với cái mẫu xe GAT limousine này, hiện tại trong video này của em Minh đang có một cái mức giá cực kỳ là hợp lý trong thời điểm tháng 5 này. Và bác Tài cùng với em Minh chúng ta đi qua một lượt để chúng ta xem được là bên trong cái nội thất của phiên bản xe GAT limousine này sẽ được trang bị những gì. Về phía bên trong thì chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể thấy được vào đó là hệ thống đèn cũng như là hệ thống trần. Chúng ta có thể thấy được vào đó là chúng ta sẽ có được cái hệ thống ghế chúng ta sẽ được trang bị, đó là ghế nhập Âu của Nga. Và với cái phiên bản ghế này thì đây là một phiên bản ghế đúc, và chúng ta được trang bị sẵn vào đó là hệ thống chỉnh điện, kết hợp với đó là hệ thống trần. Đi kèm theo xe thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống trần LED đèn gương, kèm với đó là giá để hành lý này, đã được đi các cái dây LED cực kỳ là đẹp. Không chỉ có vậy thì xe đã được sơn mạ vân gỗ nên các cái phần hệ thống ô cửa giúp cho xe của chúng ta tạo lên một cái điểm nhấn. Xung quanh nội thất trần xe của chúng ta thì chúng ta sẽ được bọc vào đó là cái hệ thống da màu cam. Da ở đây là da Alcantara đó. Và với cái hệ thống da như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái không gian nó cảm giác ra nó rất chi là sang trọng. Về phần ghế ngồi của phiên bản xe GAT limousine này thì chúng ta sẽ được điều chỉnh điện 10 hướng. Và với các cái kết hợp như vậy thì chiếc xe GAT của chúng ta luôn luôn là có được những cái hệ thống trang thiết bị vô cùng là đẹp mắt. Và với một cái mẫu form thiết kế của phiên bản xe GAT limousine này thì chúng ta sẽ có được cái không gian diện tích nó vô cùng là rộng rãi. Với kích thước chiều dài của xe thì chúng ta sẽ có được một cái kích thước chiều dài lên đến là 6m4, độ rộng là 2m1 và chiều cao đó là 2m7. Đó. Và với một cái kích thước như thế này thì GAT limousine của chúng ta đang có một cái kích thước ngang bằng với lại một chiếc xe Solati. Nhưng mà giá trị hiện tại đang chỉ là bằng một chiếc xe Solati khi mà chúng ta chưa lên về các cái phần nội thất thôi. Hiện tại bây giờ với một cái mức giá 1 tỷ 150 triệu thì GAT limousine đang là một cái phân khúc trên những cái dòng xe limousine vô cùng là tốt dành cho khách hàng. Cái điểm tốt ở đây em Minh nói đến đó là chúng ta sẽ có được vào đó là cái hệ thống. Cái điểm tốt mà em Minh ở đây chúng ta muốn nói đến đó là cái hệ thống chúng ta sẽ có được vào đó là 11 chỗ ngồi. Và chúng ta biết rồi, nguyên bản của xe trên hồ sơ giấy tờ đã là 11 chỗ ngồi rồi. Chúng ta sẽ không cần phải mất thời gian, chúng ta không phải mất tiền để chúng ta đi hoán cải lại chiếc xe nữa. Và đăng kiểm thì đương nhiên rồi sẽ là 2 năm một lần. Và khi mà chúng ta đi đăng kiểm lại các lần sau thì trên cái hệ thống xe GAT phiên bản limousine này, chúng ta đã được trang bị sẵn vào đó hệ thống cửa điện rồi. Cửa điện đây thì đây không phải là cửa điện dạng 2 motor như trong tất cả các video mình đã nói. Cửa điện ở đây được trang bị trực tiếp tại nhà máy và đã được cục đăng kiểm Việt Nam chứng nhận. Kết hợp với đó là toàn bộ các cái thiết kế ghế cũng như là chỗ ngồi, hệ thống đèn trần và cũng như là toàn bộ các cái phần nội thất bên trong xe đều nguyên bản như thế này thì đã được cục đăng kiểm Việt Nam duyệt, phê duyệt rồi. Thế nên là chúng ta không cần phải lo lắng trong các lần sau khi mà chúng ta phải đi đăng kiểm thì phiên bản xe GAT limousine này vẫn là một cái phiên bản cực kỳ là tốt và tiết kiệm rất là nhiều chi phí thời gian dành cho các công ty vận tải các cái travel. Đó, và nếu như bác tài nào mà chúng ta còn đang thắc mắc quan tâm hơn về cái dòng sản phẩm xe GAT limousine này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp với em Minh, thì em Minh có thể tư vấn tốt hơn dành cho các bác tài. Còn về bên ngoài thì bác tài chúng ta thấy rồi, một cái vẻ đẹp thiết kế cực kỳ là cao to, thiết kế nguyên bản từ những chiếc xe đời năm từ 2018 trở đi. Chúng ta vẫn được trang bị hệ thống lốp đôi ở cầu sau, kết hợp với đó là hệ thống khung gầm sắt CR liên kết động sẽ giảm ồn và cũng như là tránh tác động trực tiếp đến vị trí ngồi khách hàng. Đó, và chúng ta sẽ triệt tiêu được lực đi khoảng tầm 60-70%. Và cái hệ thống khung gầm sắt CR liên kết động này, và chúng ta cũng đã tạo lên được cái thương hiệu của dòng xe GAT. Và với phiên bản năm 2023 và 2024, đây là một cái phiên bản nhập khẩu 3 cục. Chúng ta sẽ không còn được nhập khẩu nguyên chiếc nữa, mà thay vào đó là chúng ta sẽ nhập khẩu 3 cục. Chúng ta sẽ nhập động cơ, thân vỏ và hệ thống khung sắt về, chúng ta chỉ việc ráp vào nhau thôi. Hiện tại nhà máy đang được đặt tại khu công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nên là bác tài nào mà chúng ta đang có dự định xem xe, các công ty tập đoàn lớn nào mà chúng ta đang có nhu cầu tìm cho mình những cái dòng xe để chuyên phục vụ cho khách hàng du lịch, chuyên phục vụ cho tuyến VIP limousine, thì có thể
nhấc máy lên và liên hệ với em Minh, hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ 883 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội thì em Minh sẽ trực tiếp hỗ trợ và cũng như là tư vấn báo giá cho bác tài chúng ta một cách tốt nhất. Và em là Đức Minh đến từ Suzuki Moto Tedo. Cảm ơn bác tài đã theo dõi hết video của em ngày hôm nay. Chúc các bác tài một ngày mới thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.